25k 550 vàng. Anh ấy cần làm một trận đấu để có thể kiếm thêm vàng để mua được Joker. Ê, trận này mà tao chơi ngộ không là tụi nó chết rồi. Ủa ngộ không? Anh tốt mày đâu sao mà để mày xem thoải mái dữ vậy? Tao đâu biết đâu. Tao thấy nó không xuống đây thành Amelie chắc là nó đi ở đâu rồi. Như vậy là nó để tao farm là nó sẽ chết, nó thọt hơn tao nha. Giờ tao đi ganh ở mid nữa cho team nè, xem nè. Mày chết này, Lavi hả? Bùi. Này thì Lavi bị nó bắn cho con. Không sao, giờ tao farm ở đây mẹ ơi. Giờ tao farm này team tao còn ăn được Carter nữa. Trận này chắc chắn tao win rồi. Kha 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 kha. Mày lại là thằng Lavi. Mày xem tao ăn thằng Lavi này. Mày tay ngắn mà mày đòi ăn thằng tay dài. Mày thấy nó bắn mày thốn chưa? Mày còn chưa để nó kiếm máu mà nó làm gì hết máu của mày đó. Mày chưa kịp lao vào mà nó mày chạy. Đâu ra? Này tao đánh nó luôn này. Ui 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 ui. Ui. Tha. Này thì tha hả con? Bị bắt chưa? Bình khẩn anh chơi ngộ không siêu may mắn của mình. Anh Giao Du Gaming đã có thể nói hốc mén được một mạng của Lavi vì thanh niên này ít máu mà không chịu về. Sau đó anh ta cười khoái chí. Đồng đội thì giao tranh, anh Giao Du Gaming là ngộ không mà quyết định xông lên và giải cứu đồng đội của mình. Chạy đi ra ơi! Và anh ấy lại chết. Sau đó anh ấy solo combat tay đôi cùng với Amelie. Anh ấy nghĩ rằng Amelie không được farm là nó phế, nhưng ai ngờ anh ấy phế hơn cả Amelie. Sau đó anh ấy nhây, thấy Amelie ít máu và anh ấy không chịu về. Anh ấy nhây và anh ấy lên bàn đi số. Khá khá khá. Tao sẽ cướp cái bùa đỏ này cho thằng Amelie nó cay, xong sau đó tôi chạy. Ủa rồi mày có cướp được đâu? Không cướp được thì thôi, giờ đánh nhau với nó luôn nè, có chí mạng mà sợ gì. Này thì có chí mạng, còn tí máu, chết luôn nè, không chịu về. Sau đó nhờ đồng đội đánh ít máu, Ngộ Không đã ăn được 1 man, 2 man. Tiếp tục, anh ấy lại tiếp tục đi cùng với đồng đội và ăn được 3 man. Bắt lẻ AD 4 man. Sau đó dí theo cả mít và chết luôn. Hey, giờ tao sanh lại rồi nhé. Mày, tao ăn được thần mít và tao chạy luôn. Ra ơi, tao cứu mày đây. Mày cứu cái gì? Mày đập lính là sao? Không sao, giờ tao bắt AD của nó để chuộc lỗi với thằng Ra nè. Mày chuộc lỗi kiểu gì mà người ta bắn luôn cái chuột của mày vậy? Later. Tại mày đấu thua mà mày chỉ được có 25k 800 vàng, còn thiếu 70 vàng nữa đó. Không sao, tao còn trận đấu đầu ngày nè. Tao có 26k rồi. Bây giờ tao sẽ mua Joker. Kha 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 kha. Cũng may là mày còn có trận đấu đầu ngày đó, chứ không là mày đợi đến mùa xuân nha con. Không, tao tính hết rồi, dù có thua có thắng thì xong cái trận đấu tao cũng có đủ vàng để chơi mua được Joker à. Later. Mới mua Joker. Anh Giao Du Gaming đã có thể nói là được chơi đi rừng lâu rồi, rất là may mắn. Đúng là bệnh hên mà. Bây giờ team của tao cần tao ganh bay ơi. Giờ tao phải ganh nó. Đây rồi, tụi mày chết với tao rồi. Nó chết với mày hay là mày chết với nó vậy? Không sao, còn phờ lo mà. Phờ lo ngộng luôn rồi nha con. Later. Sau khi đi farm thì chúng ta nên ban trụ và chúng ta nên ban trụ quả câu ban xương nào rồi cũng tắt thôi và chúng ta sẽ kiếm được vàng thôi. Này thì ban trụ chết luôn nha con. Không sao, một đổi một được rồi, còn thằng Violet tao được về nè. Later. Nhờ vào tinh thần yêu nước thương dân, Joker đã cứu được Aya và bắn cho chết luôn cả Omen. Mày thấy tao ghê không? Ghê cái gì, cái đó mà không có thằng Aya có khi mày chết rồi đó. Later. Giờ tao ăn con Carter này xong là coi như tao win luôn. Mày coi chừng đó. Mày thấy thằng Omen mới là Nakaroth không? Nó là cướp rừng mày đó. Nếu nó có bản lĩnh thì nó qua đây solo với cả Joker này. Trời. Giờ này là tao win chắc rồi nha con. Giờ tao sẽ đi lên trên top. Tao thả con Carter này ở mid. Sao mày lên top mày không lên mà mày còn đi ăn chuột bên cấp nữa?
mình chơi game này mình phải ăn trộm ăn cắp thì mình mới sanh được, mới cho team bạn thế mình mới win được chứ. Ê ê ê, mày ra đậy đến tốt thì là win luôn đó. Later. Sau khi đẩy xong một cái trụ top, anh ấy đã nhìn thấy Lavi đang bị hất tung, anh ấy quay xuống và bàn trụ chiếc luôn cả Lavi. Sau khi giết xong Lavi, anh ấy quay lại để ăn cái trụ và sau đó anh ấy ăn rồng tiếp tục thăm ngàn. Thăm ngàn. Later. Giờ tao sẽ lên top để đẩy lính tiếp. Ê ê, mày thấy hình ra không, đánh nhau với nó đi. Ok ok ok, mày chết rồi mày đai ơi, mày chết, chạy luôn nha con. Mày có ăn được nó đâu mà mày cũng nói nữa. Không sao, tao đẩy ép đường top này là được rồi. Ép lính cao là team lợi thế hơn nhiều mà. Và tao còn ăn hết bùa của nó nữa, ép cỡ đó rồi còn gì. Tính ra chiêu 2 của Roker nó có lướt được qua thằng đâu vô vô. Tại mới mua trận đầu mà, phải thông cảm đi chứ. Ra nó dí tao, dí đi. Nãy bị bắn cho còn không sợ. Mày cẩn thận đi, thằng Obey nó chặn đầu mày rồi kìa. Yeah, không sao, tao có đồng đội ở đây mà, có The Florentino đó. Ở đây là Florentino. Như lẽ đã đi qua đến không thể nào mà gạt mà đến ơi. Mày cho mày là có đồng đội nha. Ê, thằng Batman nó bắt AD của mày kìa. Nó không nghe Florentino đạn thiệt nàng đi bao giờ à. Mình cảm ơn chơi Joker bút thêm bùa may mắn. Anh ấy đã có một đội hình rất là mạnh và ai cũng xanh, và team của anh ấy đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục rất là đơn giản. Theo cái kiểu gọi là xanh rồi chỉ còn như bắn nữa thôi là chúng ta sẽ win. Vậy nên Giang Du Huy Minh đã chiến thắng cái trận đấu này rất là đơn giản mà không cần tốn nhiều công. Sau khi anh chiến thắng thì anh cười rất là nham hiểm